Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, theo thống kê, trong vòng 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa, tổng tỷ suất sinh giảm từ 3,8 con vào năm 1989 xuống còn 2,09 con vào năm 2019. Việt Nam vẫn duy trì mức sinh ổn định ở mức thay thế trong hơn một thập kỷ qua, xu hướng sinh hai con vẫn là phổ biến. Kết quả này tiếp tục khẳng định Việt Nam đã thực hiện thành công chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình đối với mục tiêu giảm sinh trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Naomi Kitahara, hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm sinh, hướng tới gia tăng chất lượng dân số. Tuy nhiên, để phòng tránh vấn đề già hóa dân số trong tương lai, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam điều chỉnh khung pháp lý và chính sách để tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc đề ra tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển nghĩa là mỗi cá nhân và cặp vợ chồng có thể tự do lựa chọn và có trách nhiệm về số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh. Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cung cấp những số liệu, nghiên cứu chuyên sâu về một số chủ đề quan trọng khác như tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, di cư, đô thị hóa, giả hóa dân số. Những phát hiện từ các nghiên cứu này nhằm tiếp tục cung cấp bằng chứng về thực trạng, xu hướng, các nhân tố ảnh hưởng tới dân số và đề xuất những khuyến nghị nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.